chào mọi người, mình là Hoa, mình làm việc tại công ty Trà Lộc Tân Cương. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn hai cái loại trà đinh của Lộc Tân Cương. Đó là bên tay phải là trà đinh ngọc của Lộc Tân Cương và bên tay trái là trà đinh tâm xuân của Lộc Tân Cương. Thì hai loại trà này đều được hái ở Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày xưa người Pháp đã ưu ái tặng cho Thái Nguyên một cái tên là đệ nhất danh trà, hay là trà ngon nhất Đông Dương. Cái trà ở Thái Nguyên rất là đặc biệt, nhất là ở Tân Cương. Nó có một cái hương thơm cốm rất là thơm ạ. Và cái vị chát của nó là vị chát rất là êm, nhưng mà lại để lại được cái hậu ngọt cực kỳ sâu ở trong cổ họng, làm cho người thưởng thức á, người ta thưởng thức xong người ta cảm thấy nó lưu luyến với cái hậu vị đó. Cái vị trà này rất ít nơi trên thế giới có được cái vị như này. Thì ở Thái Nguyên cũng phân ra thành nhiều dòng trà lắm. Tùy vào cách hái của trà, hái non hay là hái già, tùy vào những cái giống của trà nữa thì người ta sẽ phân chia ra thành nhiều loại trà khác nhau. Chung quy lại thì phần đa là chia ra thành là dòng trà búp này, trà móc câu, trà nõn tôm và trà đinh ngọc. Nhưng mà mỗi cái dòng này này thì lại phân ra thành nhiều những cái dòng nhỏ dưới theo phẩm cấp khác nhau nữa. Trà đinh của Lộc Tân Cương thì lại phân ra thành hai dòng nhỏ nữa là trà đinh ngọc và trà đinh tâm xuân. Cái trà đinh ngọc này này thì mình chỉ hái có một cái đọt đinh nhỏ xíu ở trên cái búp trà để làm trà thôi. Thế còn cái đinh tâm xuân á, nó lẫn thêm cái lá kẹ ở dưới nữa, cho nên là cái phẩm cấp của đinh tâm xuân á cũng là rất là cao so với các loại trà khác rồi, nhưng mà nó dưới ở đinh ngọc, giống như là dưới một người mà trên vạn người vậy ạ. Có thể là rất nhiều người đã xem mình pha cái trà đinh ngọc này rồi và nhận xét cái hương vị của nó. Hôm nay thì mình sẽ pha và nhận xét cái hương vị của trà đinh tâm xuân này nhé, xem nó hương thơm của nó tới đâu và cái vị của nó như thế nào, và mình lưu ý cái điểm gì khi pha để có được một ấm trà đinh tâm xuân ngon nhất. Trà đinh tâm xuân là một loại trà mà hái rất là non, chỉ hái có một cái đọt trà non trên cùng thôi, và nó có lẫn thêm những cái lá nhỏ, cái lá kẹ ở bên cạnh, nhưng mà chung quy lại thì nó cũng là một loại trà cực kỳ non. Nó non và nó mảnh như vậy á, cho nên là pha cái loại trà này mình chỉ lưu ý một chút về nhiệt độ nước và lượng nước và thời gian hãm trà. Cái khối lượng trà mà mình pha á, mỗi lần tầm 8 đến 10 gram. Mình pha khá là nhiều trà hơn những người khác, là trong quá trình pha nhiều loại trà thì mình phát hiện ra là khi mà cho cái lượng trà nhiều hơn á thì mình cảm thấy trà ngon hơn. Tuy rằng là hơi tốn kém một chút xíu. Nước trà ban đầu á là cái nước trà mình cũng đã để sẵn là 80 độ rồi. Cái trà này mình pha tầm 80 đến 85 độ thôi. Có những người thì chỉ có pha 70 độ thôi. Việc đầu tiên là mình đánh thức trà nhá. Cái việc đánh thức trà này á, nó làm cho cái lá trà nó thoát hương ra tốt hơn. Cái búp á, nó thoát hương và thoát vị tốt hơn ạ khi mà mình pha. Có những người thì bảo là cái nước đầu tiên như vậy, tráng như vậy thì nó sẽ làm mất cái hương và cái vị của trà. Thế nhưng mà với mình thì nó không bị mất đi nhá. Tại vì khi mình tráng rất là nhanh. Mình rót vào xong mình rót ra liền, chứ mình không có để ngâm. Cho nên là thật chất là cái hương vị của nó còn lưu lại ở trong trà rất là nhiều. Còn nếu mà tráng hương mà đã bị mất hương, mất vị rồi thì làm sao pha được nước thứ hai, nước thứ ba, đúng không? Cho nên là cái việc mà tráng này mình thấy nó không có ảnh hưởng nhiều. Không ảnh hưởng nhiều ạ. Đó. Cái lượng nước mình pha trà, riêng những dòng trà đinh, dòng trà non ở Thái Nguyên á, mình pha lượng nước nó rất là ít ạ. Pha nó xâm xấp nước thôi, nó trên trà một chút xíu thôi, để đủ trà nọ thôi, chứ mình không có pha nhiều. Vì khi mình pha nhiều và pha đầy cái ấm trà lên á, thì cái trà mình cảm giác nó hơi nhạt. Cái độ ngậy, độ béo và cái độ hậu của trà á, mình sẽ cảm nhận nó không được rõ bằng khi mà mình pha cái lượng nước ít thôi. Và cái nhiệt độ thì nó ấm ấm thôi. Đó. Chỉ cần đấy nước thôi ạ, nó tầm 120ml nước thôi ạ.
riêng dòng trà Thái Nguyên và nhất là cái dòng trà đinh á mà non như thế này á thì mình hãm thời gian rất là ngắn nha. À, nó tầm 15 giây thôi. À, 15 đến 20 giây là đã xong rồi đó. Đây, nói xong vài câu là đã hãm xong rồi đấy mọi người. À, và mình hãm cái thời gian nhanh như này á để giữ lại được cái hương thơm non vừa phải của trà, nói chung là hương thơm béo của trà, nó không bị cháy trà, nó không bị nồng. Và cái vị của trà mình giữ lại được cái vị ngọt của trà nhiều và nó không bị chát, nó không bị gắt. Trong khi đó mình pha để pha lượng trà nhiều nữa, cho nên là cái độ cảm nhận về về vị béo của trà và hậu vị của trà nó sẽ tốt hơn. Nói chung là nó ngon hơn khi mà mình pha ít trà và nhiều nước. Mình làm ngược lại, mình làm ngược lại với người ngày xưa, mình làm ngược lại chút. À, đây là cái màu nước trà của trà Đinh Tâm Xuân ạ. Mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy rõ không ạ? À, nó xanh vàng, màu nó rất là đẹp ạ. Nó xanh vàng ạ. Đây cái màu trắng của mình á, áo trắng là rõ nha. Ngày trước mặc cái áo màu xanh á, xong mọi người bảo là sao không mặc cái áo màu trắng để cho nó nhìn rõ màu. Nhưng mà áo đồng phục của Lộc Tân Cương là màu xanh. Hôm nay mình có mặc cái áo màu trắng này, mọi người nhìn rõ màu không ạ? Đó, cái màu nó đẹp như này đấy ạ. Đó. Đây là màu của trà mùa xuân ạ. Đó. Rất là đẹp ạ. Bây giờ mình sẽ uống nha. Sẽ thử xem cái vị của trà sao. Chứ cái hương là vừa nãy rót trà ra là đã thấy nó thơm lắm rồi. Nó thơm cái mùi cốm, nó thơm ngọt, dễ chịu lắm. Cái mùi cốm này nó ngọt, nó dễ chịu và nó rất là sang ạ. Thơm lắm. Thứ nhất là đánh giá về mùi thơm. Trà Đinh Tâm Xuân rất là thơm, thơm cái mùi cốm ngọt. Nó kém hơn trà Đinh Ngọc một bậc. Nếu mà Đinh Ngọc mà thơm 10 điểm thì Đinh Tâm Xuân nó cũng được 8 điểm rưỡi. Nhưng mà nó thơm hơn cái trà Nõn Tôm. Trà Nõn Tôm là xuống 7 điểm đi. Cái này nó nằm ở mức là 8 điểm rưỡi. Còn cái vị của trà Đinh Tâm Xuân á, cái tiền vị chát rất là êm và nhẹ và dễ chịu, gần như rất ít chát ạ. Ngay sau đó là cảm nhận được cái hậu ngọt ở cổ họng sâu êm và nói chung là mình thấy nó rất là ngọt ngào, nó ngọt ngào, nó béo béo. Khi mình uống vào á, cái hương thơm của Đinh Tâm Xuân á, cái hương thơm này là cái hương thơm rất sâu. Khi mà uống vào thì mình cảm nhận là cái hương thơm nó ở trong cổ họng rồi nó đẩy lên trên được. Ý là uống vào mà hương thơm nó lại giữ lại rồi nó đẩy lên trên, mình cảm nhận cái hương thơm từ trong cái vòm họng này luôn này. Nó rất là dễ chịu ạ, rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Trà Đinh Tâm Xuân là dành cho những người mà thích vị trà nó có vị chát và có cái hậu ngọt sâu. Nó gọi là cái vị nhẹ nhàng á, nhưng mà lại không quá ngọt như Đinh Ngọc. Mình có cảm giác nó trung hòa về vị hơn, về vị chát và vị ngọt nó đều trung hòa hơn. Mình đánh giá Đinh Tâm Xuân là một loại trà rất là ngon cho người sành trà đấy ạ. Nhưng mà những người mà thích có vị chát thật là nhiều á, sẽ không được thích lắm. Vì là cái loại này cái chát nó dịu lắm, chứ nó không có chát nhiều đâu ạ. Nhưng mà cái hương thơm và độ ngọt của nó thì tuyệt vời. Tại vì mỗi người có một cái gu trà khác nhau á. Bởi vậy nhiều khi là trà ngon nhất của mỗi người nó không phải là trà đắt nhất, mà trà ngon nhất là trà phù hợp với tầng hương vị của mỗi người nhất. Hoa thay mặt cho tất cả các bạn ở Lộc Tân Cương chào đón mọi người đến để thưởng thức trà tại cửa hàng ạ. Trước khi mọi người đưa ra một cái quyết định là có uống dòng trà nào là thức uống hàng ngày á, thì mình cũng nghĩ là nên thử trước hoặc là mua một chút thôi. Những cái đơn vị họ có đóng gói 100g một á, thì mọi người mua gói 100g một uống thử thôi trước khi mình quyết định mình sẽ dùng loại trà nào lâu dài á. Thì kể cả ở Lộc Vân Cương cũng như vậy ạ. Và Hoa cảm ơn mọi người đã xem video của Lộc Tân Cương ngày hôm nay. Rất là mong mọi người like, share video và để lại những comment, bình luận tích cực để cùng nhau, giúp nhau học hỏi, hoàn thiện hơn theo một cách tích cực nhất ạ. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người.